xào cái nhà nha. Nhà mình bào đủ, mình xào, mình ăn bún xào nha cả nhà. Bún thịt xào đủ nha cả nhà. Sao bà có bào vậy? Nay mình mới đi chợ về mình mua rau nè cả nhà. Rau hôm với cây cải, heo. Chưa có rửa nha, mới bại. Rồi dưa leo này với bún. Chứ mình mua miếng đu đủ sợ ít chứ mình bảo thêm miếng này nha cả nhà. Mình bảo cái này mình xào mau chín nha cả nhà. Dạ. Ta phát cỏ cái bên nghe hay ồn nghe cả nhà. Phát cỏ đó. Nhưng màu đỏ à nghe cả nhà. Đây hạt gì rửa xong rồi nha. Dao mình cũng rửa xong luôn. Mình bào đó mình xào cho lẻ nghe nha. Bào xào cho nó ngon. Nó hấm nè. Nó ăn hào bún đó. Vậy xắt thịt heo nha cả nhà. Chuẩn bị xào thịt nha cả nhà, thịt mình xắt xong luôn rồi nha. Ăn bà bộ. Này rau cũng xắt sẵn rồi nè nha. Dưa leo. Rồi hôm như giúp cá. Xà lách. Có. Đi cửa tỏi rồi nha cả nhà. Đồng chết đi rồi. Chết rồi. Giờ hơi bị nhiều không? Dầu nhiều thì mỡ nó béo. Nha mình đổi địa điểm quay nha cả nhà. Để được một ngọt nữa cả nhà. Thì đây là cái nhồi nè. Cái nhồi ăn gì nè? Cái ăn đu đủ. Ăn đu đủ với bún gì gì đó nghe cả nhà. Nó ăn vậy đó. Đu đủ sống với bún vậy hả? Bún đó. Ừ. Ăn nha nè. Thôi không có ăn nữa con. Ăn chút nữa ha. Nó khóa rồi mới quýnh đó. Ăn vị không đó. Gì vậy chồng? Thank you.
Rồi mình chuẩn bị xào đủ nghe nè. Nóng. Cái chảo này còn chảo này còn không đủ. Không đủ rồi. Nhim nhim đồ. Cho nó xẹp xuống chút xíu này rồi nêm nêm. Rồi con thấy con nhóm cái chảo mà cái bếp gà nó nhóm 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 nhóm. Cái bếp là cao. Cái này cao không biết bánh à. Hay là mình để cái nắp lại. Nắp lâu đây. Được không? Nó chài cái chảo đu đủ nha cả nhà. Mấy cái họ nó sụp lép hả? Mẹ thấy gà bổi xuống hôi rồi thật. Nó mất tiêu cho hả? Thật thầm dữ á. Đơn sơ. Chưa có đủ cái kêu chụp chụp. Mình ăn đơn sơ nghe cả nhà. Lụm lên. Đem đi dục ngoài đi con. Ủa? Thì xấu không? Giống luôn hả? Nghe đổi tay bà hỏi nấu nghe cả nhà. Rồi nó cất. Nè cái này nè nó hụng nó nằm xuống nè. Không sao. Kiểu như nặng á. Mà không có được chiên nghĩa hơi lận cộng á. Vô đó con ơi. Cũng cho nó ăn quen. Cái gỗ thịt sống á. Dục đi. Mình thả xong rồi là nghe cả nhà. Bị làm nước mắm nha. Tắt ớt với tỏi làm nước mắm nha. Nãy bị mà nước mắm này nhẹ dao dữ à. Không mà nó bé. Dao này chỉ có bên cô ba có thôi nha. Gì mà nó bé á. Bé nha. Này mình pha đường với bột ngọt với nước nóng sẵn rồi nè nha. Mình để ớt với nước mắm này vô cái mình nêm lại hả. Hòa tan ra nha. Tan ra đi, hòa tan mỗi dãnh ngược nữa. Nè nó đổ dễ chứ. Đó, hấp dẫn chưa? Bà lem chưa? Mát. Ngon thiệt, ăn cay dở quá rồi. Cái nước mắm vô rồi. Rồi mình nêm lại nghe cả nhà. Màu đẹp ha. Vì được rồi, khỏi gần đây nước mắm. Lật nhất. Trang nước đường. Cái hai giá đi rồi. Rồi bằng xong mình chuẩn bị mình mời cái nhà ăn bún nha. Thế này rồi chuẩn bị mình ra dĩa nha cái nhà. Sắp hủ tiếu ý lộn sắp đu đủ với
Ngao rồi vô nha. Đây bà nấu sắp sao sao khéo nha. Nè. Cái này không có sắt ra hả? Sắt gao luôn. Nói chuyện gao không có sắt ha. Gao sắt luôn, đây nãy chưa sắt. Để ăn rồi. Cái bé mình nhấp đi. Ăn. Rồi. Mà bà ba cũng chỉ tìm không ạ. Yêu có khóa bà ba nè. Khóa mấy đứa nhỏ này lì còn hơn như thế nè. Còn thơm đâu? Cho cô ba cho bà cóc. Có mấy cọng gì? Nhiều gheo đó. Đi ngồi đó lấy cho bà cái muỗng cho tiên. Cái muỗng nào à ba? Thì lấy cái muỗng gì muỗng nào cũng được. Mình gà nổ bà ba. Cô chỉ ý chứ xạo nè. Con mẹ chảo. Chảo mà chút. Rồi chuẩn bị để gao dưa leo rồi lên nha cả nhà. Mẹ có ý vả mẹ con mẹ. Thì đúng rồi. Đúng rồi. Chị đã vô duyên. Rồi mà ăn thêm thì ăn thêm thì để cho ngay cái nhà. Không biết có ai chị ai ăn sao mà không biết để gì đó. Ai thích gì thì thêm. Mà chắc chưa leo rồi ai cũng chịu rồi đó. Chưa leo nhiều lắm. Ôi, hai dĩa này chưa có gạo. Sắp hỏng. Nó chưa sắp vậy đó. Đi bán trúng chữ mà. Đi kéo à. Trúng chữ, trúng bánh, trúng chữ. Kêu bánh bốc rồi dẹp tiệm nha. Bánh bánh đá. Tạo cái nhà nha, mình ăn bún hay cái nhà? Tạo cái nhà, mời cái nhà ăn bún với mình. Không bắt đầu đi cả nhà ơi. Cái cục bóng hấp dẫn không? Ngồi chân gửi nha. Hả? Nè. Dăng. Mặn chân lạc hoặc dăng. Chân lạc thì cũng thế. Nhật cái nhật.
Bà nội có khác nha. Để cái cà xuống đi. Ba ba lấy cái cà. Ủa này mẹ không mẹ? Không, con nêm thử miếng đi. Bấm gì ăn rồi nêm thử miếng đi. Ok. Thì con nêm miếng đi. Con cho thêm cho con lạc thêm. Vừa cái miệng mình thì mình ăn thêm. Còn không được đường ăn. Chán lại. Vừa chắc canh nha. Mời cả nhà ăn bún như mình nghe bún thịt xào nha cả nhà. Bún thịt xào đủ đủ. Ngon không? Đây. Nè mời mời ông bà cô chú ăn câu câu với con đi. Mời mời ông bà cô chú ăn câu câu với con nha. Mày. Ý con này kỳ đây. Ăn no ở dạng hỏng rồi đó. Luôn à. Ừ, đúng rồi. Nãy giờ chưa cúng không? Chắc buồn ngủ rồi đó. Ừ, ngủ không con? Chẳng vô vô ăn quá ha. Ngon ha. Mỏi gì vậy mà không biết ăn câu câu ơi. Nó kêu mẹ mẹ làm câu câu chí ăn nghe mà ba là không ăn. Ừ. Chắc để mẹ mặn. Chơi chơi ba mặn hay gì? Hay chơi ba mặn không khéo hả? Thấy không? Chơi gì? Trời ơi sớm. Có nó ăn câu câu hộp không à? Mà chỉ vừa quá không? Có ba ngồi nấu kiếm rồi. Ba con là cái gì? Ba còn nấu kiếm rồi. Như con cá. Con nó kiếm đi trên bờ hai con. Không ngờ con cá nó có ăn không? Lâu luôn á. Tóc làm cái kiếm của mình đó. Mà chơi nhỏ. Nó không sao. Nhỏ mình tính. Vậy là đi chợ nữa. Đó. Chị qua sẽ lại ở đêm, chị qua sẽ lại ở đêm. Chị bấm cay nha. Cay quá. Cay quá hả? Là ba cay cỡ rồi ba. Cay quá hả? Đi chờ ba uống đi. Cho ba ngủ đi. Không ngủ rồi. Mặt đừ rồi, vô mùng mà ba ngủ đi. Sắp sập nguồn à. Hình như cái này là mạng hơi yếu. Mạng yếu rồi nha cái nhà. Nằm vô bà ba ngủ đi. Nằm vô bà ba ngủ đi. Hôm qua cũng vậy đang ăn mì cái nằm đặt ngang luôn. Ngủ đi. Cái lúc đổ kìa. Bà nhiễm bình đậu. Nhìn nè ba. Nhìn ba mà sập nguồn rồi. Nằm xuống đi, nằm xuống đi. Dựa không có ông có dựa gì nè, dựa gì nè, dựa gì đi con. Đâu được nè. Đó. Ăn ăn uống mà ngủ gì hay. Giờ ba mà thẳng ra cái đứa quỳ đò chết luôn. Ngủ đỡ tốt mà con ăn. Chưa nghe còn tinh thần đấy. Giờ ngồi ngồi gì nè, con dựa ngồi gì nè. Đó. Ừ. Vậy đi. Rồi. Cái tâm mà không có xỉa nữa rồi con. Con sâu giống đó. Sẽ xỉa con sâu bò vô đó. Lấy cái tâm ra. Tâm câu nhà làm nghe cái gì.
đổ cái này được gọi là cái gì ta? Xà bằng hả? Thì gọi sơn thủy cái gì đâu đó? Sơn thủy chứ không phải là ta đổ có lớp là sao? Có lớp rồi, có lớp này, lớp xanh, lớp đen, lớp cà phê, lớp màu này kia đó. Có mẹ mình cái lan chưa? Cái gì thủy đó? Mình vẽ mình đổ cái nó ra màu đó. Làm phải chuyên nghiệp nhưng mà ăn ngon nha cả nhà. Mà cái ngon lắm. Thôi ăn qua trở về mới được cả nhà. Không ngon. Đây có em bé bồng bò bồng ngủ nè. Chẳng còn mệt mài phá nó chứ bộ à. Có hù à? Tối hù hà, nhìn mặt tối thiệt. Nhưng mà ghé cô gắng hình chút không? Tao không quay giếp mà. Được. Ngoài đây cho liều nước rồi không? Nó rửa mà kém nè. Hết tiền dưới mà không có cay đâu. Ớt nào không có cay. Mình không có cay, có mình là ba cay hả? Ba mà ba ta yếu nè. Ăn cay dở lắm. Huynh hai tin nữa nè. Hai tin em có ớt mà dám chấm đó. Dạ. Để cái ly của bà ba uống đi. Bà cốc. Cay lắm bà cốc. Bữa nay mai là bữa mấy cần mấy? Mai 12. Ủa mai 13 hay gì mà. Phải không? Mai 13 là gì? Mai mốt con tương rồi. Mình làm đi. 5. Để ta cắt cho Lý đó hay không? Cắt rồi Lý, khỏi đi rõ cho. Ta cắt rồi mà áo quê luôn đi, khỏi lên nữa. Khỏi đâu kìa. Cắt còn cỡ, nhưng mà nó cắt không khỏi gì luôn. Mùi rau không? Mùi rau thêm không? Nhà còn nhóc chưa nè. Có ăn thêm không? Thêm nhà không? Có rau nè, muốn thêm gì đó thêm. Thịt nha. Có tàu mình thả từ từ nha cả nhà. Mình thả từ từ tàu nha. Mình nằm dưới đây luôn. Nào mình ngủ luôn nha. Rồi. Buồn ngủ rồi. Cô ba sắp gấp nguồn rồi cô ba. Sập nguồn phải không? Sắp sập nguồn. Thôi mình chắc mình cũng kết thúc video luôn nha cả nhà, để cho bé Ý ngủ nha. Thấy hay quý cho mình một like đăng ký kênh luôn nha cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà luôn nha. Bye cả nhà. Bye cả nhà. Bye bye cuối. Bye bye hết nổi.